Vâng, xin chào bác đến với kênh kênh xe đạp. Hôm nay em lại tiếp tục báo giá tổng thể những chiếc xe mà cửa hàng em hiện có ấy, các bác nhé. Đây là tiếp tục phần thứ tư. Đấy, thì chiếc này là chiếc xe đạp gập đến từ thương hiệu Dahon, thương hiệu Mỹ. Thì xe này thì mới về cửa hàng em sáng ngày hôm nay. Em vẫn chưa có giá các bác nhé, chưa kịp tính giá. Thì các bác quan tâm đến con xe gập Dahon này thì em Zalo 0975 1943 em sẽ báo giá sau các bác nhé. Đấy. Còn này thì cấu hình cũng cực kỳ là tốt này, Shimano Antut full một bộ 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, full zin led 100%, phanh đĩa dầu. Đấy, phanh đĩa dầu và cái màu rất nhã các bác nhá, màu này màu lâu cà phê này. Sắp đến hè rồi mà các bác muốn đi du lịch thì muốn mang theo một chiếc xe đạp để đạp thì những chiếc xe gập về cực kỳ là hay này. Các bác có thể gặp gọn là cất vào ô tô, cất lên ô tô và đến chỗ nào đó bỏ ra đạp rất là tiện lợi. Đấy nhá, loanh quanh chắc là cũng khoảng tầm 8 triệu thôi. Các bác quan tâm đến Zalo sẽ báo giá nhé. Chiếc này là chiếc Touring đến từ thương hiệu Galaxy, một cái thương hiệu cũng rất là quen thuộc với các bác sử dụng xe đạp tại Việt Nam rồi. Con này thì là 8,2 triệu các bác nhé. Con Touring có giảm sóc Galaxy. Con này thì sử dụng cấu hình Shimano Atut với 9 lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, phanh đĩa dầu. Dưới dầu các bác nhá, 8,2 triệu. Bên này là một con xe địa hình, con này cực đẹp, siêu mới luôn, siêu mới siêu nước đến từ thương hiệu BT Win các bác nhá, BT Win Rock Rider FT 520. Con này chỉ có 6,8 triệu thôi, các bác nhìn xe này chắc lịch luôn, cực kỳ cơ bắp. Vành bánh lại được 27,5 inch rồi. Màu sơn này thì là màu sơn rất là hot năm nay này, màu xám xi măng kẻ với cả xanh lá cây, rất là thể thao. Đây, con này thì sử dụng đồ full của Mỹ hết các bác nhé. Đây, Ezamic 3, 8 lít và 3 đĩa. Lít 3 đĩa trên này thay bốn xả cũng được sử dụng là của Ezam luôn. Đây, một cái bản phụ tùng của Mỹ rất là tốt này. BTWin, một thương hiệu xe Phần Lan. Đấy, và được sử dụng rất nhiều tại thị trường Pháp các bác nhé. Đấy, các bác hay nhầm đây là thương hiệu Pháp nhưng mà nó là Phần Lan nhé. Bên cạnh đây là chiếc Touring Java màu đỏ rất đẹp, đang có giá bán là 7,9 triệu các bác nhé. 7,9 triệu con này thì 8 lít 3 đĩa, tay bấm Shimano, phanh 3 mảnh nhôm. Đây sử dụng hết full cấu hình Shimano 8 lít 3 đĩa, đang có giá 7,9 triệu các bác nhé. Bánh 700c. Đây, chiếc bên cạnh này rất đặc biệt luôn nhá. Chiếc này là thương hiệu XBS Hero 500. Con này thì rất đặc biệt, cái tông màu sơn có thể đổi màu theo góc nhìn các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái chỗ mà ánh sáng nó chiếu được vào thì nó hiện lên cái màu xanh dương các bác nhá. Còn khi mà vào cái phần tối thì nó sẽ ánh tím, nó đổi sang màu tím các bác nhìn không? Đây. Sơn đổi màu các bác nhá. Trong cái khoảng 2022 đây thì rất nhiều hãng xe đã sử dụng cái công nghệ sơn như thế này. Sơn này thì chắc chắn là không thể nào mà làm fake được rồi. Phủ cam may lên trong như kiểu là giải ngân hà đó, không có thể nhìn đâu. Những cái cam may lấp đánh này, trông như ánh sao trên ngân hà. Rất đẹp, có giá là 7,9 triệu các bác nhé. Còn này cấu hình cũng khá là ngon. Con này cũng Shimano Atut 9 lít 3 đĩa, bánh 27,5 inch. Đây đang có giá bán 7,9 triệu thôi nhé. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nhấn Zalo 0975 1943 để em gửi ảnh chi tiết. Đây, chiếc này là con TT Go. Con này ở phần 1 em đã để ngoài kia rồi. Đây là tất tới cho gọn. Con là giá 4,8 triệu này. Chỉ có 4,8 triệu thôi. Các bác mua về cho học sinh đi học thì rất là tuyệt vời, hoặc là đi chợ các bác chỉ có nhu cầu đi chợ hoặc là loanh quanh gần nhà thì con này cũng rất là ngon đấy. Được sử dụng Asiza luôn, đời Shimano Asiza 9 lít 3 đĩa. 9 lít 3 đĩa luôn thôi nhé. 4,8 triệu. Đây là xe Battle, cái này là xe địa hình Battle màu trắng.
con này cũng 6,8 triệu, giá 6,8 triệu. Con này thì sử dụng cấu hình Shimano DOG luôn các bác nhé. Đây này, đấy, Shimano DOG. DOG này là 9 nít và 3 đĩa. 9 nít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Phần bánh 26 inch Mayer Shimano, phần đĩa dầu. Ghi đông carbon. Tay bóng xả trên này cũng DOG hết các bác nhé. Đang giá 6,8 triệu. Rất ngon, cấu hình cực ngon luôn. Cái này là địa hình XDS Zuma 500, hình màu đen, ánh vàng gold rất là đẹp. Con này thì siêu lướt, siêu mới luôn các bác nhé, 11,8 triệu. Con này thì full cấu hình DOG màu 6000 đời mới, trang bị thêm phanh đĩa dầu của Shimano. Đấy. Trang bị DOG màu 6000 đời mới hết các bác nhé. Đủ trục rỗng này, 10 nít 3 đĩa, 30 tốc độ. Đây là chiếc xe Battle, kiểu Battle màu xám kẻ chỉ xanh dương. Cũng được sử dụng là cấu hình DOG, DOG với 10 nít 3 đĩa, 10 nít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Tay bấm xả DOG luôn, cụm phanh dầu Shimano, có khóa chỉnh giảm tốc trên tay lái luôn, bánh 727,5 nữa nhá, đang có giá bán 7,9 rất rẻ. Đây, cái này cũng là một chiếc 7,9 triệu, đến từ thương hiệu XDS, bộ chuyển động AC ra, bộ chuyển động AC ra, phanh đĩa dầu của Techo, này nguyên zin 100% luôn. Đây, full hết một bộ AC ra đó nhá, 9 lít 3 đĩa, 27 cũng khác nhau. Cái này là con XDS Sirius, con này thì bánh 27,5 inch, giảm sóc hơi, bộ thì là Shimano Atus, bên trên này là tay bấm xả Microsoft, bộ là Alivio các bác nhé, Alivio 9 lít và 3 đĩa, trục rỗng, bánh 27,5 inch, ngồi giá là 8,9 triệu. Trước bên này là con gian XTC bản quốc tế luôn các bác nhé, đây là bản quốc tế. Đấy, full hết một bộ DOG 9 món phanh này, hai cái phanh trước này, bấm xả rồi đến đề chuyển động trước này, trước sau này, thì đùi đạp, đùi đấy đùi DOG luôn các bác nhé, nó bị mờ trước rồi, nhưng nó lại đùi DOG. Đấy, phun hết một bộ 9 món thì ở cái heo dầu này rất đẹp, cùng nhôm công nghệ nhôm SL, Alex SL của Gian, siêu nhẹ, có hình cực ngon. Đây đã là 9,9 triệu luôn, 9,9 triệu các bác nhé. Đây là con Touring Twister model TW4900, con này đang giá bán là 8,8 triệu. Con này full đồ Shimano Atus các bác nhá, cụm phanh dầu của Shimano, cung nhôm, bánh 700C có giảm sóc, 9 lít 3 đĩa, có giá là 8,8 triệu. Còn đây là con xe địa hình 9 lít X1 One, cấu hình Shimano Atus, phanh đĩa dầu Shimano, giảm sóc hơi, có giá bên em là 7,9 triệu các bác nhá. Chuyên bộ Amput 9 lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, giảm sóc hơi rất là ngon, chỉ có 7,9 triệu thôi. Cái này là một con XDS đồ X380, cái này là đồ Shimano Atus, Shimano Shimano Alivio đúng không? Đồ Alivio, full một set Alivio các bác nhé, 9 thằng lít 3 thằng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, phanh đĩa dầu Techo, tông màu đen kẻ xanh dương rất đẹp. Con này size M, size M đang có giá 7,6 triệu. Đây là chiếc Touring BT Win các bác nhé, thương hiệu Phần Lan. Touring BT Win có giảm sóc, model Riverside,
đang có giá là 7,2 triệu các bác nhé. Đấy, khung giống rất là đẹp. Chỉ sử dụng một đĩa đạp và đề là đề nguyên zin theo hãng luôn nhé, đề BTV nguyên zin theo hãng. Với đây là 8 tầng lip. À 9 tầng lip, 9 tầng lip. Đây vẫn xả cho này cũng nguyên zin theo hãng BTV đây. Đấy, cũng giống 700C. À, các bác mà mua về đạp thể dục số thì rất là đẹp. Rất là chất lượng. Cái này là con địa hình Cinex X1. Cái này thì ông cũng có quay ở ngoài kia rồi, mang vào đây cho nó gọn. Ở phần 1 các bác cũng nhìn thấy cái chiếc này rồi. Con này Atus, Atus 9 lít và 3 đĩa giảm sóc hơi. Nó giá là 8,9 triệu các bác. Đấy, thì các bác thì đến giờ các bác quan tâm đến chiếc xe nào em báo giá thì các bác nhắn Zalo 0975709943 để em gửi ảnh chi tiết cho các bác xem. Và bây giờ sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.